Emily kính chào tái ngũ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình thời sự Hoa Kỳ ngày 19 tháng 10 năm 2023 do đội ngũ ban biên tập Epoch Time thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Cuộc thăm dò mới, Tổng thống Trump đang trên đường giành chiến thắng ở Iowa, New Hampshire và Nam Carolina. Haskem Jeffrey chỉ là bình phong, mụ phù thủy Nancy Pelosi mới là người điều khiển đảng Dân Chủ tại Hạ Viện. Vũ khí bị Moscow phá hủy chỉ là đồ giả Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump là ứng cử viên sơ bộ hàng đầu của đảng Cộng Hòa cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Ngoài việc giành chiến thắng trước thống đốc Florida Ron DeSantis và cựu thống đốc Nam Carolina Nikki Haley, ông còn đang trên đường giành chiến thắng ở các bang xung đột áp đảo chủ Biden. Vào hôm thứ Hai, ông ấy đã đăng lên trước Socio, thể hiện sự dẫn đầu của mình trước Joe Biden ở Wisconsin. Tổng thống Trump cũng đã nhận được nhiều sự tán thành ở Pennsylvania, trên ít nhất là 5 quận và sự ủng hộ từ các đại diện ở Georgia, cùng với sự chứng thực từ phó thống đốc bang thông qua 538. Theo Newsweek, Tổng thống Trump đang thắng tại Arizona và Georgia trước Joe Biden. Ông ấy dẫn trước 5 điểm tại Arizona và 3 điểm ở Georgia. Arizona và Georgia là những bang dao động độc nhất do lịch sử của chúng có màu đỏ. Chỉ đến năm 2020, kết quả bầu cử chính thức mới tuyên bố những khu vực này thành màu xanh lam. Kể từ năm 2020, số bản án hình sự đã được đưa ra ở Arizona vì tội sử dụng gian lận các lá phiếu văn mặt sau khi việc bỏ phiếu văn mặt được mở rộng trong đại dịch Covid-19. Vào tháng 3, Jody Howard báo cáo rằng Pennsylvania đã giải quyết vụ kiện về liêm chính bầu cử liên bang và xóa danh sách cử tri của hơn 178.000 cử tri không đủ điều kiện. California cũng được cho là đã giải quyết vụ kiện với cơ quan giám sát tư pháp, đồng ý xóa 1,5 triệu tên không hoạt động khỏi danh sách cử tri của Los Angeles. Vào tháng trước, Sir Hill lưu ý rằng Tổng thống Trump đã giành được lợi thế dẫn đầu với đảng Cộng hòa ở California. Hơn nữa, một quy định mới ở California đã đặt ra con đường thắng tất cả cho chức tổng thống, trao toàn bộ 169 đại biểu của bang cho ứng cử viên giành được hơn 50% số phiếu bầu sơ bộ. Xu hướng cử tri đang thay đổi đã dẫn đến suy đoán rằng California có thể trở thành một bang dao động và tổng thống Trump có thể giành chiến thắng. Haskem Jeffrey chỉ là bình phong, mụ phù thủy Nancy Pelosi mới là người điều khiển đảng Dân Chủ tại Hạ Viện. Quý vị thân mến, quý vị có nghĩ là bà Nancy Pelosi mới chính là người đứng sau cánh gà điều khiển đảng dân chủ tại hạ viện hay không? Như dân biểu Muskie hôm chủ nhật lập luận rằng, lãnh đạo phe thiểu số tại hạ viện Hascom Jeffrey chỉ là người bình phong cho cựu chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi. Chủ đề này được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn trên Newsmart trong bối cảnh có báo cáo cho rằng một số thành viên của đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang tìm cách đạt được thỏa thuận với đảng Dân Chủ để bầu ra một chủ tịch Hạ viện, không phải là dân biểu Jim Jordan của Ohio. Gay cho biết, Ông rất ngạc nhiên khi ủng hộ Jordan là một quyết định khó khăn đối với một số nhà lập pháp đảng Cộng hòa. Vì dân biểu giải thích lý do Kevin McCarthy không còn là chủ tịch Hạ viện là vì ông đã đến mất niềm tin của một nhóm thành viên trong hội nghị đảng Cộng Hòa do không thực hiện đúng các thỏa thuận mà ông đã đưa ra vào tháng 1 để đảm bảo vị trí. Gay nói rằng, tôi nghĩ Jim Jordan nhận được nhiều sự tin tưởng của những người Cộng Hòa bảo thủ, những người Cộng Hòa ôn hòa hơn. Ông ấy là một trong những nhà vận động và gây quỹ hiệu quả nhất của chúng tôi. Ông ấy là một người có tầm nhìn, lòng dũng cảm và đức hạnh. Và lý do duy nhất khiến chúng ta không bỏ phiếu cho James Jordan vào ngày mai là vì đâm lây muốn có cơ hội tập hợp lại, tái lập và đe dọa những người bảo thủ trong Hạ viện rằng nếu chúng ta không lấy lại kevin mccarthy giống như một số người yêu cũ bị bỏ rơi thì bằng cách nào đó chúng ta ông ấy sẽ bị buộc phải thực hiện một thỏa thuận với các đảng viên của đảng dân chủ để trao quyền cho hascom jeffrey và các đảng viên đảng cộng hòa những người có thể muốn thực hiện thỏa thuận đó với các đảng viên của đảng dân chủ chúng ta không nên quay ngược lại kevin mccarthy chúng ta nên tiếp tục với jim jordan Thưa quý vị, người đại diện tiếp theo cho rằng Pelosi vẫn là người thực sự nắm quyền ở hậu trường của đảng Dân Chủ. Gay cho biết Nancy Pelosi cai trị bằng nắm đấm sắt và nhân tiện bà ta vẫn là người phụ trách cuộc họp đó. Ý tôi là Hescom Jeffrey là người đứng đầu, nhưng người thực sự nắm quyền điều hành trong đảng Dân Chủ là Nancy Pelosi, Bà ấy là người đã đưa ra quyết định rằng họ không muốn sở hữu McCarthy và đó là lý do tại sao họ không ủng hộ đề nghị rời đi của ông ấy. Nói một cách khác, nếu ngay cả một số đảng viên của đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu chống lại đề nghị rời khỏi ghế chủ tịch, thì có vẻ như họ đang cứu được công việc của McCarthy. Kể từ thứ hai, sự ủng hộ dành cho quyền phát ngôn của Jordan dường như đang có động lực khi những người ủng hộ bao gồm dân biểu Mike Rogers của Alabama, Ken Clavers của California và Ann Wagner của Missouri đã tham gia trong cuộc phỏng vấn với First News hôm thứ hai. Chính McCarthy đã nói rằng hội nghị GOP nên ủng hộ Jordan. Thưa quý vị, bất kỳ sự tín nhiệm và lời động viên nào cho ông Jim Jordan ở thời điểm nhạy cảm này đều đáng trân quý và hơn hết thật tuyệt vời khi ông nhận được sự đồng cảm từ Tổng thống Trump. Dân biểu Jim Jordan sẽ là một diễn giả tuyệt vời và sẽ sớm có phiếu bầu. Cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố, tôi nghĩ ông ấy sẽ sớm xác nhận. Như quý vị đã biết, hiện tại có rất nhiều người đã ủng hộ ông ấy. 24 giờ trước, ông ấy đang hỗ trợ người khác, dường như có sự thống nhất tuyệt vời. Sự ủng hộ của công chúng dành cho Jordan đã tăng lên trong các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện trong vài giờ trước cuộc bỏ phiếu, làm lu mờ cuộc bỏ phiếu tại hội nghị được tổ chức hôm thứ Sáu. Freiburg News đưa tin vào tối thứ Hai rằng, sự ủng hộ của công chúng đối với Jordan từ chiều thứ Hai đã nhanh chóng tăng thêm 14 thành viên lên 146. Cô số đó đã tăng hơn 16 thành viên vào sáng thứ Ba lên đến giữa những năm 160. Tổng thống Trump nhắc lại, Tôi nghĩ Jim Jordan sẽ làm một chủ tịch Hạ viện tuyệt vời và tôi nghĩ ông ấy sẽ sớm có phiếu bầu. Nếu không phải hôm nay thì trong một hoặc hai ngày tới, tôi nghĩ anh ấy sẽ nắm được búa Hạ viện. Ông Jordan cần tổng cộng 217 phiếu bầu tại Hạ viện để trở thành chủ tịch Hạ viện và ông ấy không thể mất nhiều hơn 4 phiếu GOP để đạt được con số đó. Ở trường hợp xấu nhất, ông Jordan có thể sẽ phải chờ nhiều vòng bỏ phiếu để giành được chiếc búa. Vì trước đó, ông McCarthy đã nhận được 201 phiếu bầu trong lần đầu tiên trong số 15 lần cố gắng giành được quyền chủ tịch. Tuy nhiên, Emily mong là lịch sử đó sẽ không lặp lại và ông Jim Jordan sẽ nhanh chóng được thông qua chức chủ tịch Hạ viện vào lần bỏ phiếu lần thứ hai. Vũ khí bị Moscow phá hủy chỉ là đồ giả Thưa quý vị, theo tờ World Street Journal, nhiều hệ thống vũ khí và thiết bị quân sự của Ukraine bị lực lượng Nga phá hủy gần đây đều là hàng giả. Hầu hết những vũ khí bị UAV phá binh Nga phá hủy là sản phẩm của công ty Metinverse. Đại diện của Metinverse cho biết, khi chúng tôi đặt những vũ khí mồi nhữ này ở một số khu vực nhất định dọc tiền tuyến, chúng thu hút sự chú ý của đối phương. Chiến thuật nghi binh quan trọng trong chiến tranh song cuộc chiến ở Ukraine đã đặt ra những thách thức mới. Những tiến bộ trong công nghệ ảnh nhiệt có thể giúp bên tham chiến phát hiện những mục tiêu vô hình khi nhìn bằng mắt thường hoặc là khi mục tiêu giả. Thưa quý vị, những máy bay không người lái giá rẻ giúp cho các lực lượng giám sát đối thủ theo thời gian thực gây khó khăn cho việc lắp đặt bố trí vũ khí mồi nhữ. Theo giới quan sát, mục tiêu giả có thể giúp đánh lạc hướng đối thủ về các kế hoạch tấn công hoặc gây ấn tượng rằng khu vực được bảo vệ tốt hơn thực tế nhằm để ngăn chặn nguy cơ tấn công. Thưa quý vị, chưa rõ là các vũ khí mồi nhữ đang được quân đội Ukraine triển khai ở mức độ nào vì lý do bí mật quân sự. Dù vậy, các mồi nhữ như vậy có thể chiếm một phần không nhỏ trong số vũ khí mà quân Nga tuyên bố phá hủy trên chiến trường, vốn đã vượt số vũ khí trong biên chế của Ukraine quân đội Nga cũng triển khai vũ khí bơm hơi và mũi nhữ trên chiến trường, song không rõ mức độ hiệu quả tác chiến của chúng. Giám đốc điều hành Mironenko cho biết, quân đội Ukraine đã tìm tới Matinvers, nhà sản xuất thép lớn nhất đất nước, ngay sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt để thảo luận về chế tạo mũi nhữ. Đây là một trong những loạt sáng kiến mà công ty thực hiện để hỗ trợ quân đội, như chế tạo áo giáp hay là mua sắm máy bay không người lái. Tài xưởng chế tạo các công nhân tại hình ảnh vũ khí cần làm giả từ trên mạng, in ra và phân tích cách mô phỏng chúng từ các loại vật liệu nhẹ hơn. Việc tạo ra các bản sao vũ khí này giúp quân đội có thể dễ dàng vận chuyển và lắp ráp nhanh chóng trên chiến trường. Kết quả là họ có thể tạo ra những mô hình lựu pháo trông giống hệt như là những quả pháo thật được triển khai trên tiền tuyến, nhưng với chi phí và trọng lượng thấp hơn rất nhiều. Công nhân của Mantiverse cần 4 ngày để chế tạo một lựu pháo D-20 Ukraine và 2 tuần để hoàn thành một lựu pháo M-777 của Mỹ. Các bản sao khiến họ tốn nhiều công sức, nhất là hệ thống radar 35D6 khi cần một tháng để hoàn thành vì cấu tạo phức tạp với nhiều thành phần. Nhà sản xuất Metinverse còn nhét bom khói vào trong nòng của khẩu pháo mỗi nhữ để bắt chước tín hiệu nhiệt phát ra trên khẩu pháo thật khi khai hỏa. Tín hiệu nhiệt này sẽ hiển thị rõ ràng trên cảm biến của UAV trang bị camera ảnh nhiệt, khiến cho đối phương bị đánh lừa. Thưa quý vị, theo nhà sản xuất này, thì trong số 250 vũ khí mỗi nhữ mà Metinverse đã cung cấp cho quân đội, khoảng một nửa đã bị Nga tấn công bằng đạn pháo hoặc là UAV tự sát cuối cùng thêm một lời kết emily và cộng sự rất mong quý ông bà cô bác và anh chị em bấm like và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh btv e post time kính chúc quý khán thính giả một ngày mới tràn đầy năng lượng và bình an